Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình cùng đi gội đầu cho cô gái này nha. Là các chị đặc biệt là các chị ở đây các bạn nha. Ok, chào các bạn. Qua một mái tóc một phần cũng rất là đẹp đúng không bạn? Và xin dùng màu tím này rồi nha. Bây giờ rồi, đẹp chưa các bạn? Ở dưới chúng ta chụp cùng màu cho nó đẹp các bạn nha. Các bạn nhớ like, share, chia sẻ video cho mình nha. Ok, wow. Chúng ta gội đầu nào, rồi rồi là chúng tôi gội cho sạch đầu nha. Ôi các bạn thấy không, quá tuyệt vời luôn. Là chúng ta xả nước nào, rồi mái tóc thật là óng ả các bạn ạ. Là chúng ta ép cho cô đấy nào, phỏng lưu luôn các bạn ơi. Là ép như này nào, rồi rồi vài beauty cô nha. Là nhận tiền, cô đấy trả tiền cho mình, nhận tiền là ok. Thank you. Rồi chúng ta sang tiếp cô gái thứ hai nha các bạn nha. Quá cô này có bộ váy trắng đẹp quá, cô này thích cắt tóc kiểu máy cúc cúc các bạn nha. Là chúng ta cắt cô đấy nào. Xả nước cho cô đấy nào, rồi xả đi màu pha cũng khá là đẹp đúng không các bạn? Rồi. À, chúng ta ép cho cô đấy nào, chà, cô này chắc tốn tiền lắm đây các bạn ơi. Các bạn nào muốn, bạn gái nào muốn ép tóc cái thứ không để mình ép thôi nào, rồi một các bạn, kẹp cái này vào cho cô đấy nhá, rồi wow bị phu luôn, rồi. Đây mình bật cam rồi các bạn nha. Mình vừa chơi xong hai màn cửa, đó chính là gội đầu cho hai cô gái và nhuộm tóc và ép tóc hai cô gái nha. Đến bây giờ là video của mình xin kết thúc tại đây nha. Các bạn nhớ ủng hộ video cho mình nha và đừng quên like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, see you again.